Đèo Gió là một con đèo rất đẹp thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn. Đèo Gió nối với trục đường đèo của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng nối sang Bắc Cạn. Con đèo chạy ngoằn ngoèo lưng chừng núi rất đẹp. Ở đây bạn có thể dừng chân lại và ngắm cảnh, ngắm rừng Trần Hưng Đạo ở huyện Nguyên Bình và thưởng thức những ly cà phê nóng hổi và ngắm núi rừng Bắc Cạn, Cao Bằng rất tuyệt vời.